Này là mình với cả bà xã mình mua cái ít thực phẩm, salad với su hào. Salad này mang ra 40 tô một cái này, là bán một cái này. Và tương đương với cả 40.000 Việt Nam. Su hào 17.000, 16 cu 9 thành và 17 cu tương đương với 17.000 tiền Việt Nam mua một cổ. Nó không được tươi như ở Việt Nam. Nhập vào Nhật này. Cà rốt này. Cà rốt này là một tí này của nó là một cân. Một cân của nó là 25 xu tương đương 25.000 đồng tiền Việt Nam mua một túi. Túi hay túi này? Túi này. Và 80 cu. Nó 30 cu. 30 cu. 30 cu. Lạc vai à? Đó là bao nhiêu? Lạc vai 249 cu một cân. Hai hộp. Cá hồi hạ giá là đi 279 cu một cân, tương đương 279.000 một cân. Gì đây? À cái này về lấu ấy này, về lấu bát thái này, 109 này. Mực, mực với ngào thực phẩm. Cái này là luộc nhỏ. Ngày chiến tranh hết dịch giã xong lại chiến tranh, bây giờ giá cả nó leo thang, cũng lên đắt phết. Trước là thịt lạc vai là hạ giá nó cũng chỉ có 89 cu một cân thôi, bây giờ là đắt, hạ giá phải hơn 100. Để tính tiền. Thái xong rồi ướp, cháu nó đến ăn vào buổi trưa nên là mình phải làm vội, ướp sớm cho nó ngấm. Thịt thì thái ra nó gọi là vừa thôi, không có thể nó lại khô quá. Chuyển trộn vào đây gồm có gia vị hành xả tỏi hạt tiêu đường muối hay là nước mắm, cho dầu vào cho nó mềm cái thịt ra, cho dầu vào cho mềm cái thịt và ít màu, xưng nước hàng lên đổ vào cho màu, hoặc là lấy màu cái chai lọ màu của Thái. Màu của Thái và vị bột lưỡng. Ướp được khoảng vội thì ướp 30 phút. 30 phút là được, cho vào là nướng. Bên gia vị màu của Thái đấy, mình toàn dùng các cái màu này ngâm giấm trong tủ chờ lúc để nướng thịt thì mình
tỉa thỏi băm này, tỉa cà phê tỏi băm. Cho tỉa nhỏ cà phê muối. Thì nhà mình hay ăn ngọt, hạt tiêu. Thế là cũng tùy từng khẩu vị ăn của mỗi nhà thì cho thế như thế nào đấy. Giấm táo, cho tí ớt vào nhé, ăn được rồi. Ớt cho ớt vào, ớt tươi. Xã nhặt giúp rau, chuẩn bị giúp rau sống và bóc tỏi để pha nước mắm mà. Đấy. Mỗi người một việc. Làm đỡ, nhà chỉ có hai ông bà. Bà làm thịt thì ông làm rau. Mình pha nước mắm này. Tỏi mình đã ngâm một muôi giấm này rồi, cho nó bớt cái mùi đi. Tỏi và giấm bớt cái mùi hăng này, hăng các cháu nhỏ nó không thích. Một vài thứ giấm nữa, muôi giấm nữa. Mình thường thường là gia đình ăn là mình cứ pha ba muôi mắm ba đường một giấm. Giấm mình đã pha lẫn với tỏi rồi. Mình ăn hơi ngọt một tí, khẩu vị của từng gia đình. Ba mắm, ba đường, một giấm. Một muôi mắm thì mình cho 4 cái muôi nước, thì là 3 muôi mắm thì là 43 12 thì là 8 muôi rồi. Thì mình đã ướp sau 30 phút. Thì ướp sau 30 phút rồi đổ ra khay để chuẩn bị nướng. Như ở Việt Nam thì mình nướng bằng than củi thì nó thơm hơn.
Nhưng vì điều kiện ở bên này ở khu chung cư đâm không được phép nướng bằng than củi khói nó lên. Bên này nướng than thì họ quy định ra một cái nơi có chỗ cho nướng than. Nhưng mà hôm nay mình ở nhà thì mình nướng bằng bếp lò. Ở đây mình trộn thêm ít vừng vào cho nó thơm. Nhưng mà nướng bằng bếp lò đây mình chỉ nướng qua thôi. Sau đó khi nào cần ăn thì mình cho vào lò nướng không dầu mình nướng lại. Ăn đến đâu nướng đến đấy là thơm vừa nóng đấy, lại vừa săn thêm thịt vào. Rồi mình để cái nhiệt độ lò này ở 270 độ cho nó nóng lên, cho nó nóng lên, cho nó nóng lò để nướng lên, sau đó thì mình cho thịt vào. Đây thịt nướng được 10 phút rồi đấy, nướng lò được 10 phút rồi. Giờ lật ra để bỏ ra để dở mặt là mình bỏ đấy rồi này. Lúc nào ăn mình nướng bằng cái lò nướng là chiên không dầu, dầu ăn đến đâu mình chiên đến đấy thì nó nóng nó ngon hơn. Mỏng tí mình bỏ nước đi. Thịt vào rồi đây, bật ở chế độ 200 độ này, mình chỉ được 4 phút. Mâm bún cha đã xong, đã chuẩn bị xong rồi.